Bé trai leo tường nhanh thoăn thoắt, được mệnh danh là người nhện phiên bản đời thực. Kỳ lạ, người đàn ông có thể ngủ tới 25 ngày mỗi lần, 300 ngày mỗi năm, trời sập cũng không thể làm ông tỉnh giấc. Hội chứng người cây cực kỳ quái lạ, khiến tay chân như khúc gỗ. Chân tiến chào mừng quý vị và các bạn đến với TCT Khám phá. Kính thưa quý vị, con người tồn tại rất nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm được câu trả lời xác thực. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những bí ẩn của cơ thể người đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Cậu bé 7 tuổi có khả năng leo tường như người nhện. Một cậu bé 7 tuổi đến từ Uttar Pradesh, Ấn Độ, cả thế giới ca ngợi là Spider Boy do khả năng leo trèo trên bức tường cao hơn 3 mét một cách dễ dàng mà không cần tới bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Jasap Singh Gower là một học sinh lớp 3 đến từ thành phố Kanpur của Ấn Độ. Để bắt chước nhân vật người hùng mà cậu đam mê, Spider-Man, người nhện nổi tiếng trên phim Marvel, cậu bé đã luyện tập leo tường bằng chân và tay không tại nhà. Khi xem phim về người nhện, cháu đã ước mình có thể leo tường được như chú ấy. Thế là cháu bắt đầu luyện tập, nhưng ngay lần đầu tiên đã ngã. Rồi dần dần khi cháu thành công, cháu gọi anh trai đến xem và anh ấy tiếp tục gọi bố mẹ. Mọi người đều bị sốc và bảo cháu là không được trèo nữa để tránh bị thương. Nhưng cháu vẫn cố thuyết phục họ rằng mình có thể làm được. Và thế là, với niềm tin chân thành, kiên định của một đứa trẻ, cùng với hành động nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ, Jasap Singh đã làm được những điều tưởng chừng như không thể đối với người bình thường. Trong video được quay tại nhà riêng, Jasap Singh chỉ mất vài giây để leo lên góc vuông của hai bức tường. Thậm chí khi leo tới trần nhà, Jasap tự tin buông hai tay ra chắp trước ngực, rồi xoay người lại đối mặt với bức tường, nhẹ nhàng trèo xuống. Kể từ khi câu chuyện về cậu bé nhện được lan truyền, nhiều người hàng xóm và dân quanh vùng đã đến nhà cậu để tận mắt chứng kiến khả năng leo tường thần kỳ của em. Bố mẹ của cậu bé lúc đầu còn lo lắng con sẽ bị té ngã, nhưng giờ thì họ yên tâm hơn khi chứng kiến con leo tường thanh thạo và thậm chí còn cảm thấy tự hào. Bà Garima Singh, mẹ của cậu bé cho biết, có một ngày thằng bé trèo lên tường và gọi chúng tôi ra xem, từ đó nó càng nhiệt tình luyện tập hơn, giờ đã có thể lên xuống nhanh thoăn thoắt bất cứ lúc nào rồi. Kỹ năng leo tường bằng tay không đã và đang trở thành một môn luyện tập khá phổ biến tại nhiều quốc gia. Người ta vẫn tưởng rằng để đạt được thành tựu cần phải tăng cường phát triển cơ bắp và sức mạnh tay chân. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là những người lớn có cơ bắp quần quận đôi khi còn thua cả trẻ nhỏ. Trước đó, cậu bé 3 tuổi người Iran sống ở Baboy có tên là Arad Hosseini cũng được cả thế giới nhắc đến vì khả năng leo tường đáng ngưỡng mộ. Arad có thể leo hết bức tường cao 3 mét chỉ bằng tay không trong nháy mắt. Ngoài trò leo tường, cậu bé còn có thể tập nhiều động tác phức tạp như chống đẩy một tay, lộn nhào hay thăng bằng trên không. Kỳ lạ, người đàn ông có thể ngủ tới 25 ngày mỗi lần, 300 ngày mỗi năm, trời sập cũng không thể làm ông tỉnh giấc. Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã gây xôn xao ngành y học quốc tế vì chứng bệnh khiến ông có thể ngủ 300 ngày mỗi năm. Đó là ông Pukaram, 43 tuổi, ngụ tại quận Nagaon, bang Rajasthan, Ấn Độ. Được dân làng gọi là Kumbhakarna đời thực, một chiến binh hùng mạnh trong sử thi Ramayana nổi tiếng với biệt tài, ngủ li bì suốt trong 6 tháng mà không màng thế sự. Trong khi người bình thường ngủ từ 6 đến 8 tiếng một ngày, thì ông Pukaram chợp mắt một chút là đến 20 đến 25 ngày sau mới tỉnh lại. Một năm có 365 ngày thì ông có thể dành đến 300 ngày để ngủ. Tình trạng này của Pukaram bắt đầu vào khoảng 23 năm trước. Khi đó, mỗi lần ngủ, ông dành ít nhất là khoảng 15 tiếng. Gia đình thường phàn nàn ông vì chứng ngủ quá nhiều, nhưng không ngờ nó càng ngày càng tồi tệ hơn. Vào năm 2015, gia đình Pukaram bắt đầu tính lịch ngủ của ông theo ngày thay vì theo giờ. Mỗi lần ngủ đều kéo dài từ 7 hoặc 8 ngày, hiện tại Pukaram có thể ngủ tới 25 ngày trên lần. Cũng vì hội chứng kỳ lạ này, ông không thể tìm được một công việc ổn định và đành ở nhà bán tạp hóa. Việc đầu tiên mà ông thường làm sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ là mở cửa hàng của mình, nhưng chính ông cũng không biết được khi nào lại tiếp tục ngủ. Việc kinh doanh cũng chỉ có thể tiến hành 5 ngày trên một tháng. Đôi khi, ông còn ngủ gật trong lúc bán hàng và không ai đánh thức ông dậy được. Tất cả những gì gia đình có thể làm là đưa ông về nhà cho ăn, thậm chí tắm cho ông khi ngủ. Các nhà khoa học chẩn đoán hội chứng mà Pukaram mắc phải chính là hội chứng rối loạn thần kinh Asic Hyper, một tình trạng gây buồn ngủ vào ban ngày. Mặc dù công bố nguyên nhân nhưng họ không thể tìm được cách điều trị.
những phương pháp mà ông Pukaram từng thử trong nhiều năm đều có tác dụng phụ như đau đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn tin tưởng một ngày nào đó ông sẽ sớm bình phục và trở về trạng thái như bình thường. Trước đó, cô Echa đến từ Banjarmasin, vùng Nam Kalimantan của Indonesia, cũng được mệnh danh là người đẹp ngủ trong rừng ngoài đời thực, hay cô con gái ngủ trong rừng của Nam Kalimantan. Cô từng khiến dư luận quốc gia này xôn xao khi các cơ quan truyền thông đưa tin cô có thể ngủ tới 13 ngày liên tục. Hội chứng người cây cực kỳ quái lạ khiến tay chân như khúc gỗ. Hẳn các quý khán thính giả của TCT từng biết đến câu chuyện của bé gái Supacha Sasufan, 11 tuổi đến từ Thái Lan, được đặc biệt danh là người sói vì lông mọc khắp cơ thể của cô, hoặc hai anh em Mohammed Saif, 13 tuổi và Abdul Rashid, 9 tuổi đến từ Pakistan, được đặc biệt danh là đứa trẻ của mặt trời vì chỉ có thể hoạt động vào ban ngày. Khi mặt trời tắt nắng, chúng lập tức đông cứng người, lâm vào trạng thái sống thực vật. Trong chương trình khám phá ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một hội chứng kỳ lạ khác. Anh Abul Bazanda, 29 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ miền Nam Bangladesh, được truyền thông đặc biệt danh là người cây, bởi vì tứ chi của anh đều mọc sừng xù xì rất dài, nhìn không khác gì mấy cái vỏ cây, rễ cây cổ thụ. Căn bệnh khiến Abul không thể tự ăn, di chuyển, làm việc hay mặc quần áo bình thường. Anh cũng không thể tìm kiếm công ăn việc làm, thậm chí không thể chăm sóc con cái như những người cha khác. Anh Abul chia sẻ, tôi đã mất cả tuổi thơ vì căn bệnh này, giờ tôi chỉ ao ước chữa được bệnh vì muốn được ôm con mình vào lòng, bình thường như bao người bố khác. Giới khoa học gọi tình trạng bệnh của anh là hội chứng người cây, một hội chứng di truyền do virus HPV gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, HPV cực kỳ phổ biến, tồn tại ở hơn 100 dạng khác nhau, nhưng những người mắc hội chứng người cây trên toàn thế giới lại rất hiếm gặp. Hơn nữa, bệnh do virus HPV hoàn toàn có thể lây truyền từ người sang người, nhưng chưa có người cây nào trên thế giới được ghi nhận lây truyền bệnh cho vợ hoặc con cái của mình. Cho đến nay, khoa học vẫn bất lực trong việc tìm ra cách chữa trị dứt điểm cho căn bệnh này. Các biện pháp điều trị hầu như chỉ là các biện pháp bề mặt, điều trị triệu chứng loại bỏ sự phát triển của vỏ cây, rễ cây trên cơ thể như liệu pháp áp lạnh, kem bôi và phẫu thuật. Đối với trường hợp của Abul năm 2016, các bác sĩ đã tiến hành đến 25 cuộc phẫu thuật xâm lấn để loại bỏ phần vỏ cây và rễ cây trên tay và chân. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ rằng Abul có thể đã khỏi bệnh. Thế nhưng không lâu sau, vào tháng 5 năm 2018, những nhánh cây bắt đầu phát triển trở lại và ngày càng lan rộng. Anh đã tuyệt vọng với việc điều trị và trở về nhà. Ở Việt Nam, cũng có một người cây ở Ninh Bình thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1971 ở xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Lòng bàn chân, bàn tay anh mọc ra những cục u dày đặc như vỏ cây, khi già thì rụng. Anh đã mắc căn bệnh này từ năm 10 tuổi. Khi anh 13 đến 14 tuổi, các nhánh cây dài ra khiến cho anh S đau đớn khi đi lại và phải nghỉ học. Hiện nay, anh dùng đầu gối để đi thay vì dùng hai bàn chân. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể con người là một kho tàng những bí ẩn cần được nghiên cứu và giải đáp. Hy vọng với sự tiến bộ không ngừng nghỉ của khoa học kỹ thuật, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thực sự tìm ra nguyên nhân gốc rễ đằng sau của những hội chứng bệnh kỳ lạ này. Câu chuyện về người cây Abul Bazanda đã khép lại chương trình khám phá hôm nay của TCT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.